kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống đầu tiên, xe tải tạt cánh, đánh đầu cực kỳ nguy hiểm trên cao tốc luôn, em mời các bác đón xem ạ. Rồi rồi, mày xong rồi. Chờ làm gì mà cồng kềnh thế cha nội, lạy bố luôn đấy. Thấy một người cho người ta. Chị ảnh hưởng nhá. Đây rất an toàn. Lái xe vừa lái xe. Xe chở. Chẳng ai lâm. Nói chân những người lại trong máy quẹt chân. Xe chở. Mẹ à, nhìn nhà bà ngoại kìa. Đi kiểu này ra kiểu bố. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Bác vai ớt chạy gì như ăn cướp thế, đè lên cả vạch xương cá luôn. Em mời các bác đón xem à, thấy hay các bác hãy like và đăng ký kênh giao thông nước Việt. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Bác xe tải tạt đầu xe bác gắn cam hành trình, để rồi bác này phải đánh lái va vào lề đường luôn. Em mời các bác đón xem. Ngồi ghế chưa? Ghế chưa? Gì mà đi ngược chiều, xong lại đỗ xe giữa đường, để rồi đi buôn chuyện thế kia. Ông vai ớt yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc xử lý những trường hợp như này. Trời mưa mà cần gạt nước phía sau cứ gạt thế này, không hiểu chủ xe lái xe kiểu gì. Trời thì không mưa nha, nắng nha, trời này còn nắng thấy bà luôn đấy chứ. Đấy. Thời tiết ở thủ đô Hà Nội sáng nay là quá đẹp. Chủ xe gạt ghê thật. Gạt như này thì nó khét hết cả kính đi thôi, mà tại sao ngồi lái đằng trước mà không biết nhỉ. Nó gạt khô gạt xuông thì nó phải có tiếng kêu kẹt kẹt chứ. Cũng phải nghe tiếng động chứ, cái điệu này là điệu. Chả
thoại ngồi trong xe đây nên là không để ý đây. Ừ, anh em lái xe ra đường chú ý về cái này nha, hỏng hết cả cần gạt mưa. Xong thì xe máy đi ngược chiều này. Đi ngược chiều này, đứng này, đấy. Đây, chịu thua hai bác này rồi, một bác là 30H84156 đậu ở bên phải, còn bác 24-1685 đậu bên tay trái, mà đường bên trong kia rộng kia mà đường chính, các bác đậu này thì chịu thua rồi, gọi không được. Ở 60 liễu kế 5 nhé. Đây, này thì chịu thua rồi, chả hiểu có gì. Các bác này chán đời. Bắn mạnh thôi, gà nhẹ cái là dính vào ghế, vượt dốc nhẹ tới mạnh thì tốn xăng các bạn. Ê, bạn nhìn này, đi đường hỗn hợp mà chỉ hết tầm 80-100 km. Rồi, mày xong rồi. Màn rượt đuổi như phim Mỹ giữa bác xe Ben và các chú Pikachu cực căng cực luôn. Em mời các bác đón xem nha. Các bác hãy like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt ạ. Vậy cái mà mày đang nhìn thấy giống tao là mày thấy cái gì vậy mèo? Để tao coi. À, đó là một thứ mà mày đang nhìn thấy. Cái mà tao đang nhìn thấy mày nhìn thấy nó. Nhưng mà ý tao hỏi là mày nhìn thấy...